Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Y như tin báo trước, không còn án trảm nào, bộ máy chạy án thành công mỹ mãn. Trong những ngày đầu của vụ án xét xử chuyến bay giải cứu, tờ Thời báo .d đã nhận được tin báo là sẽ không có án tử hình nào cả. Thông tin gây sốc và quá khó tin làm cho Thời báo .d khá thận trọng, bởi chưa có một vụ án nào khi đề xuất tới 18 án trong khung hình phạt tử hình mà cuối cùng lại không còn án nào. Tuy nhiên, cho đến giai đoạn kết thúc thì 17 án ở khung án tử hình đã được ngã giá xong, làm cho Thời báo .d không khỏi ngỡ ngàng. Tại thời điểm đó, phía viện kiểm sát vẫn đang dí Phạm Trung Kiên mức án tử hình. Tuy nhiên, nguồn tin vẫn khẳng định sẽ không có án tử nào. Y như thông tin mà Thời báo .d đã nhận được, không hề có án tử hình nào cả. Thực ra, người tin của chúng tôi biết rõ về bộ máy chạy án nên mới tự tin thông báo như thế. Đúng như vậy, 18 án ở khung hình phạt tử hình là cách mà bộ máy chạy án này làm ra để hù dọa con mồi, mục đích duy nhất là để moi thêm nhiều tiền nữa mà thôi. Bên cơ quan tố tụng đang nắm trong tay phương thức ra giá, nên dù con mồi có cứng đầu đến mấy cũng phải chi tiền ra, bởi bên phía tố tụng nắm rất rõ hầu bao mà những con mồi của họ có được khi hút máu đồng bào. Riêng với trường hợp của ông Đỗ Xuân Tuyên, người đưa tin thông báo cho chúng tôi biết, ông Thứ trưởng Bộ Y tế này đang được cả nhóm lợi ích Hưng Yên trong Bộ Công an bao che, nên sẽ không có chuyện Đỗ Xuân Tuyên bị quật. Việc xác định mức án cho Phạm Trung Kiên là vấn đề trông có vẻ phức tạp, tuy nhiên thực tế nó không hề phức tạp như mọi người vẫn nghĩ. Bởi theo thông tin được biết, trò chơi của nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an đã ăn hết phần tiền chạy án của người đồng hương, vì họ tin tưởng rằng sức mạnh của họ đủ để đảm bảo cho đồng hương Hưng Yên của họ bên Bộ Y tế thoát tội. Tuy nhiên, vì nhóm viện kiểm sát không ăn được gì nên đem người gánh tội Đỗ Xuân Tuyên ra quần đến tận giây phút cuối cùng. Quần Phạm Trung Kiên cũng chỉ với mục đích là để cho ông sếp của Kiên phải biết điều hơn mà thôi. Và kết quả là án cuối cùng trong nhóm án ở khung tử hình cũng đã được ngã giá xong. Có tin cho biết ông Tô Lâm đã cho lính ngắt mạch điều tra khi có hướng bất lợi cho Đỗ Xuân Tuyên. Phiên tòa này rất thành công. Không phải bên hội đồng xét xử thành công, cũng chẳng phải bên viện kiểm sát thực hiện quyền công tố thành công, và cũng không phải là thành công của các luật sư bảo chữa. Tất cả những thành công như quan tòa, công tố và luật sư chỉ là diễn hề. Cái thành công lớn nhất trong vụ án này chính là bộ máy chạy án. Bộ máy này rất thành công trong việc dùng án tử, khung án nặng để mà kiếm thêm tiền từ con mồi của họ, những người đang đứng trước vành móng ngựa. Phiên tòa này đã làm cho báo chí, mạng xã hội tốn không ít giấy mực để mô tả những gì diễn ra công khai tại tòa. Tuy nhiên, những gì công khai không phải là thực chất của phiên tòa này. Thực chất là bộ máy chạy án khổng lồ vận hành đằng sau cánh gà. Trước khi vụ án đưa ra xét xử, thì trên thượng tầng đã thỏa thuận với nhau là chỉ điều tra tới đây mà thôi, không được moi ra những kẻ cao hơn. Ngay cả người đàn ông nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, với danh hiệu tự phong là người đốt lò vĩ đại, cũng là người tham gia ngã giá cho việc nên truy tố đến mức độ nào. Vụ án chuyến bay giải cứu mãi mới moi ra được chùm cuối, thì đã có sự ngã giá nơi thượng tầng, cho nên mọi thứ phải dừng lại. Ông Trọng đốt lò là để thực hiện tham vọng chính trị, chứ không phải là để thanh lọc thành phần nhiễm bẩn trong đảng. Bởi hơn ai hết, ông Trọng biết trong đảng không ai không bẩn cả. Bất kỳ vụ án nào cũng như thế, ông sẽ moi cho hết những thành phần không nằm trong tầm quyền soát mà của ông mà thôi. Khi ông đã loại được những người mong cần loại, thì vụ án được dừng lại để khỏi phải lòi ra những người của phe ta. Đỗ Xuân Tuyên đã được thư ký gánh tội hết. Trong vụ chuyến bay giải cứu, nếu thực sự muốn làm triệt để, thì có thể moi ra nhóm lợi ích Hưng Yên trong Bộ Công an. Đây là nhóm bao che cho một cá mập thoát lưới là Đỗ Xuân Tuyên. Tuy nhiên, nhóm lợi ích Hưng Yên trong Bộ Công an đang là cánh tay mặt của ông Tổng, nên vụ án này chỉ được moi tới Phạm Trung Kiên thì phải dừng. Đấy là một phần sự thật mà Thời báo .d đã biết được từ nguồn tin nội bộ cung cấp. Khi có thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Y như báo trước, không còn án trảm nào, bộ máy chạy án thành công mỹ mãn. Độc tính trong liều thuốc của Phương Hằng phát tác, dừng địch thủ, chị Hằng dính độc nặng. Ban đầu khi công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bà Nguyễn Phương Hằng thì không ít người nhầm tưởng rằng phe địch thủ của bà Hằng đã thắng, bởi khi bà Hằng livestream bóc phốt, bà đã phải đối đầu với rừng địch thủ.
trong đó có những người bị bà bóc phốt và cả những người ăn theo dùng mạng xã hội tấn công bà. Thực tế thì bà Hằng livestream trong thời gian dài tại Bình Dương mà có bị công an Bình Dương sở gáy đâu. Và cũng hiểu là tại sao bà Hằng lại không sợ trời, không sợ đất đến như vậy. Với tên tuổi trên thương trường bao lâu nay, đại gia Dũng Lò Vôi có thừa quan hệ để cho vợ của ông Ung Dung livestream. Một địch thủ của bà Hằng đã buông súng đầu hàng. Nếu nói việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream là phạm tội thì rõ ràng nơi bà phạm tội là Bình Dương thì công an tỉnh Bình Dương phải ra tay, chứ sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại bắt bà. Vấn đề là trước khi bị bắt 2 ngày, bà Hằng đã livestream moi cả ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ra bìu. Ông này đã từng kết nối với vợ chồng bà Dũng Lò Vôi thông qua ông thần y dởm Võ Hoàng Yên. Việc tội lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên rõ mười mươi mà cơ quan chức năng không ra tay thì cũng đủ để biết rằng mối quan hệ của ông thần y dởm này với giới quan chức khủng cỡ nào. Bà Nguyễn Phương Hằng là chủ doanh nghiệp thuộc hạng lớn ở Việt Nam. Bà làm việc có bàn có bệ. Cho nên việc bà khởi kiện những người tấn công bà bằng mạng xã hội không phải khởi kiện bừa bãi mà là thực hiện theo tư vấn của luật sư. Chính vì thế câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng tưởng như trò cãi lộn trên mạng xã hội, nhưng đằng sau đó là những bước đi pháp lý rất chắc chắn. Điều làm cho nhiều người chống bà Hằng lầm tưởng là chuyện mấy bà lắm chuyện, nghĩ thế là lầm to rồi. Nhiều địch thủ đang bị kéo cẳng. Vào ngày 25 tháng 5, báo chí Việt Nam cho biết, nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ đã khai đăng bài viết sai sự thật, thiếu kiểm chứng về bí mật đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng, hai người này bị cáo buộc đã đăng tin sai sự thật, làm lộ bí mật đời tư xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng. Được biết, nhà chức trách đã xác định còn nhiều người sử dụng Facebook và YouTube đã đăng bài đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật tương tự như bà Hàn Ni, ông Sĩ, nhằm mục đích để câu link để tăng thu nhập. Quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp nhiều quận và các tỉnh để xác minh, triệu tập ông Đàm Ngọc Tuyên, Trương Mỹ Phương, Đinh Lan, Phạm Việt Hoàng v.v. nhằm làm rõ việc có phải những người này đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân, YouTube để đăng tải các thông tin liên quan đến bà Hằng. Tuy nhiên, một số người không có mặt tại địa phương đã xuất cảnh hoặc chưa làm việc được. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt được 16 tháng, thì những người hùa theo nhóm đối thủ của bà Hằng dùng mạng xã hội tấn công bà mới bị sở gáy và được xem là chậm. Truy chậm là rõ ràng liều thuốc đâm đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng lại đang phát tác rất mạnh. Dù đang ngồi tù, nhưng bà Hằng đang khiến nhiều người phải run sợ. Việc kiện cáo bà đối đầu với đại gia thì rất khó cho những đối thủ có tiềm lực tài chính yếu. Nói gì thì nói, quá trình điều tra và truy tố ở Việt Nam vẫn có bóng dáng của đồng tiền. Có những vụ án không thể dùng tiền để xóa án mà chỉ có thể giảm án. Trò chơi kiện cáo là trò chơi rất tốn kém. Những đối thủ đã từng dùng mạng xã hội tấn công bà Hằng nay phải trả cái giá không hề nhỏ. Phương thuốc kiện của bà Hằng đang phát tác và có những địch thủ của bà Hằng đang dính độc hàng loạt. Trò chơi này còn nhiều điều thú vị khác, còn rất nhiều người đang chờ bị bắt, chứ không phải chỉ riêng nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Vụ án này đã gần năm rưỡi, có lẽ nó còn kéo dài thời gian nữa mới ra tòa. Và khi đó, phương thuốc của bà Hằng sẽ phát tác, sẽ có tác dụng mạnh hơn nhiều nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Độc tính trong liều thuốc của Phương Hằng phát tác, dừng địch thủ của Phương Hằng dính độc nặng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de